Tại Hàn Quốc, công việc là ưu tiên hàng đầu đối với người trẻ tuổi. Họ thường là không có thời gian để tìm kiếm người yêu. Vì thế mà Hàn Quốc được xếp là một trong những nước có tỷ lệ độc thân cao nhất thế giới. Nhiều người đã phải nhờ mai mối do chịu áp lực từ gia đình. Là một người mẫu, Yeonju thường đi khắp thế giới để trình diễn, thu nhập khá tốt. Ba mẹ của chị rất tự hào về chị, ngoài trừ một vấn đề, chị vẫn độc thân. Hôm nay chị sẽ đi gặp mặt một người chị chưa từng biết. Bạn hẹn hò ai hôm nay? Tôi không biết tôi sẽ gặp ai, tôi chưa từng biết anh ấy. Người chị Yeonju sẽ gặp là Seungwoo. Bạn thân của anh đã tổ chức cuộc gặp này. Seungwoo có hai nghề và có thu nhập cao, nhưng giống như những thanh niên Hàn Quốc trạc tuổi anh không có thời gian cho những việc khác ngoài công việc. Ở Hàn Quốc, mọi người nói rằng một khi bạn đã hơn 30 tuổi, bạn đang ở trên đỉnh dốc, đặc biệt là phụ nữ. Đối với nam giới thì vào khoảng 40 tuổi. Nhưng điều đó chỉ áp dụng cho tình yêu. Đối với sự nghiệp thì tuổi 30 là bạn dốc sức cho công việc của mình. Áp lực và khát vọng thành công trong sự nghiệp lớn, cộng thêm sự thay đổi trong văn hóa xã hội khiến nhiều nước phát triển, trong đó có Hàn Quốc, có tỷ lệ người độc thân cao nhất thế giới và là một trong nước có tỷ lệ sinh thấp nhất. Bây giờ là thời gian dành cho hẹn hò. Là người mai mối, anh bạn thân của Seungwoo đưa ra lời khen ngợi cả hai bên. Anh nói rằng cô gái ấy xinh đẹp, còn đối phương thì thông minh tài giỏi. Sau đó anh rút đi để họ tự làm quen với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò kiểu này. Tôi không biết phải làm gì. Qua một thời gian nói chuyện, họ thấy nhau hấp dẫn. Cả hai đều hài hước và cười nói vui vẻ. Và sau đó họ nói về các nhóm máu. Ở Hàn Quốc, nhóm máu có thể tiết lộ khá nhiều về tính cách. Nhóm máu của anh là gì? Nhóm máu A. Thật sao? Em có thích người có nhóm máu A không? Em thích những chàng trai có nhóm máu A. Thật sao? May quá, mọi người nói nhóm máu A hay xấu hổ. Đó là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Hy vọng chàng trai và cô gái này có thể tiến xa hơn trong việc tìm kiếm một nửa của mình và thoát khỏi áp lực là người độc thân.